Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu khuếch đại công suất của thương hiệu Rao, một cái thương hiệu chuyên sản xuất bộ khuếch đại công suất hàng đầu thế giới. Thì Rao thì đã quá nổi tiếng rồi, chắc cũng không cần phải giới thiệu thêm. Thì cái mẫu này là XLS202, nó có mức công suất là 200W ở chế độ 8 ohm 1 cây và 300W ở chế độ 4 ohm 1 cây. Cái âm ly này có 2 cây. Nó có chế độ cầu 400W ở trở kháng 8 ohm. Thì đây là hàng chính hãng của Crown, bên mình nhập trực tiếp từ Mỹ về. Thì cái mẫu này nó cũng khá là lâu rồi, bên mình cũng còn tồn kho một ít thôi. Thì với cái mức công suất này thì chúng ta có thể sử dụng cho nghe nhạc này, hát karaoke gia đình, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng cho nhà hàng, quán cà phê, vân vân. Thì với mức công suất 400W thì chúng ta có thể chơi cũng khá khá loại loa. Nó cũng không có cao lắm, nhưng mà nó cũng không có bé lắm, cũng vừa đủ để chúng ta có thể chơi âm thanh gia đình hoặc là những cái quán cà phê, nhà hàng, quán quán, những nơi các bạn đòi hỏi chất lượng âm thanh cao thì cũng không thể bỏ qua cái mẫu công suất này. Ok, thì đây là cái thiết kế bên ngoài của cái mẫu công suất này. Nó làm sơn một cái lớp màu đen nhám. Ở đây là có một cái dãy lưới để lấy gió, hai volume. Hai volume cho hai cây. Đây là nút nguồn, đây là đèn nguồn. Đây là đèn tín hiệu, đèn clip và đèn phone. Đây, nó có ba cái mức đèn. Đây là logo của Crown, tên Crown. Ok, giờ mình sẽ xem cái mặt sau. Nó cũng khá là nhẹ thôi. Thì mặt sau đây là có một cái cầu chì. Đây là cái cổng để gắm dây nguồn. Nguồn chúng ta điện là điện 220. Hai cổng vào, tín hiệu vào, rất Canon. Đây là cái quạt dùng để làm mát. Thì đây là cái có cái chế độ làm mát đối lưu. Đây là cái mã sản phẩm Rao có số seri. Đây là cái cổng ra loa 2 cây. Thì chúng ta có thể sử dụng rắc speakcom hoặc là rắc bắp chuối, hoặc là chúng ta có thể vặn dây trực tiếp vào loa cũng được. Ở đây nó có một cái nút gạt ở cái chế độ dual hoặc là bridge. Rồi, đơn giản vậy thôi. Thì đây là cái mẫu XLS202, hàng chính hãng của Crown, nhập trực tiếp từ Mỹ về. Thì với mức công suất 200W một cây ở chế độ 8 ohm và 300W một cây ở chế độ 4 ohm, thì chúng ta có thể chơi hát karaoke khá là thoải mái. Nếu các bạn có nhu cầu cao về âm nhạc thì chúng ta cũng có thể mua cái sản phẩm này để về nghe nhạc gia đình cũng có tuyệt vời. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể chơi cho nhà hàng, quán cà phê, quán bar, quán bar các kiểu. Ok, thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái sản phẩm này tại cái đường link website bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.